Chào bà con, chào các bạn. Chào mừng bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Cây giống Tam Đảo. Và tôi là Biên của Trung tâm Cây giống Tam Đảo. Ngày hôm nay tôi đã có thời gian để làm một video ngắn giới thiệu cho bà con và các bạn về một số câu hỏi các bạn đã đặt ở dưới tiêu đề là chúng ta có trồng được cây cát sâm ở dưới tán rừng hay không, hoặc là trồng trực tiếp ánh nắng, dãi nắng có trồng được hay không. Thì cái câu hỏi này cũng rất là hay để giải đáp cho bà con. Còn ngoài ra tôi lại có thời gian để tôi làm video để giúp cho những người khác tìm hiểu sau có thể theo dõi và xem được cái video của chúng tôi để chúng tôi thực hiện. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là chúng tôi đang nhân giống và phát triển rất nhiều cây giống cát sâm, hay còn gọi là sâm nam, sâm châu, ngưu đại lực. Đó. Thì trong cái quá trình chúng ta trồng và phát triển cái cây cát sâm này thì chúng ta có trồng được ở dưới tán rừng hay không, hay là trồng ở khu vực là chúng ta trồng dãi nắng đấy, và cái có phải làm giàn hay không, những câu hỏi cũng rất là quan trọng. Thì đối với cát sâm thì các bà con chúng ta cần phải hiểu được rằng là cây cát sâm thì nó trực tiếp là nó họ đậu, nó họ đậu, và cái thứ hai nữa là nó là một trong những cây nó phát triển cực kỳ mạnh. Tôi đã đi thực tế ở trong rừng và chúng tôi đã nghiên cứu các loài nó phát triển ở trong rừng, nó là một trong những loài mọc, có thể mọc xuyên đá, gọi là sâm xuyên đá luôn. Nó mọc xuyên đá và nó ở những cái chỗ cằn nhất nó cũng có thể sống được, rễ bám rất dài và củ phát triển rất tốt. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta trồng và phát triển theo cái mô hình là chúng ta phát triển kinh tế, trồng và chăm sóc và đem lại cái hiệu quả là chất lượng củ nó cao, thì chúng ta cũng phải có quá trình chăm sóc. Và tôi cũng xin nói thẳng luôn bà con là chúng ta trồng cái cây này là cát sâm nó sẽ phát triển kể cả ở dưới tán rừng hoặc là ở ngoài dãi nắng đều có thể trồng được. Đó. Và cây phát triển vẫn bình thường. Chính vì vậy nó có rất nhiều cái tên gọi rất là hay, là sâm châu, sâm nam, hay là còn gọi là ngưu đại lực. Nó khỏe như thế. Bản chất nó sinh trưởng rất là khỏe. Và cái thứ hai là khi con người ta sử dụng nó cũng rất là khỏe. Trong cái củ sâm của cái cây sâm nam hay còn gọi là cát sâm này, nó có rất nhiều cái yếu tố hoạt chất. Đặc biệt trong cái quá trình Trung Quốc họ đã nghiên cứu ra nó chữa, có liên quan đến cái quá trình hỗ trợ điều trị cái bệnh ung thư phổi rất là tốt. Và một cái bát súp này ở bên Trung Quốc họ bán, nếu tính ra tiền Việt nó khoảng độ 2 triệu đồng trên một bát súp ở với cái sâm nam này. Sâm nam là sâm tìm ở phía Nam. Và chính vì vậy là chúng ta hôm nay cũng đã giải quyết được cái vấn đề là chúng ta có trồng được không. Đặc biệt là có bà con đã trồng keo rồi, trồng keo rồi là trồng quế rồi, nó có muốn xen canh được không. Thì cũng thưa với bà con là chúng ta chỉ rút ngắn cái số lượng cây giống chúng ta trồng đi thôi, là bởi vì chúng ta đã trồng những cây lâm nghiệp khác rồi. Còn trồng ở dưới tán rừng chúng ta vẫn trồng được bình thường. Đấy, những cái quá trình thu hoạch củ thì chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta trồng và bố trí làm sao để cho chúng ta thu hoạch củ nó tiện lợi mà không ảnh hưởng đến cây khác. Đó là những cái cách mà chúng ta cần phải nghiên cứu. Và cái thứ hai nữa, chúng tôi muốn hướng đến bà con về những cái mô hình trồng cây nó hiện đại. Chúng ta vừa phát triển lâm nghiệp vừa phát triển dưới tán rừng lâm nghiệp, là những cái loại cây dược liệu nó đem lại giá trị kinh tế, và đặc biệt là nó phù hợp với thời đại, cái thời kỳ mà nó đang nổi trội về cái dòng cây đó, cái đầu ra nó được ổn định đảm bảo, thì bà con chúng ta phát triển kinh tế nó sẽ tốt. Đó. Ngày hôm nay tôi chỉ có thời gian để làm những video giải đáp những câu hỏi, quá trình trả lời câu hỏi của bà con, thì giúp cho bà con chúng ta có thêm những kiến thức. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng rất hy vọng là bà con theo dõi kênh để ủng hộ kênh YouTube của chúng tôi ngày một phát triển và đem lại nhiều những cái kiến thức hữu ích về cây giống lâm nghiệp và một số loại cây dược liệu. Đó. Bà con nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của chúng tôi ngày một phát triển hơn. Bà con nhớ ấn vào cái nút đỏ đỏ bên dưới có cái chữ đăng ký đấy ạ. Cái nút đó thì chúng ta ấn hoàn toàn là không bao giờ mất tiền đâu. Bởi vì một số các bác có tuổi rồi thì không hiểu là sợ đăng ký lung tung nó mất tiền. Cái nút đó là chúng ta ấn vào cái nút đăng ký, tức là chúng ta đăng ký để theo dõi cái kênh này. Khi chúng tôi ra video mới thì bà con có thể chúng ta nhận được thông báo và chúng ta vào xem video mới của chúng tôi về các loài cây giống lâm nghiệp. Ở đây chúng tôi nhân giống rất nhiều. Đó, rất nhiều cát sâm. Đây là khu vực nhỏ thôi. Ở bên này chúng tôi cũng có nữa. Và bên khu vực phía trên nữa. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo của Trung tâm Cây giống Tam Đảo.